Một giai đoạn nào đó cuộc sống sẽ bắt đầu làm phép trừ với bạn. Cuộc sống vốn dĩ là một cái hành trình dài đầy những biến đổi, những thăng trầm. Dọc theo con đường ấy, chúng ta sẽ gặp gỡ, kết giao với nhiều người, ấp ủ những ước mơ, hoài bão. Tuy nhiên, đến một giai đoạn nào đó, cuộc sống sẽ bắt đầu làm phép trừ với bạn, lấy đi những cái điều không còn phù hợp để nhường chỗ cho những cái giá trị mới mẻ và trưởng thành hơn. Phép trừ của thời gian. Thời gian là cái thứ vô giá và không bao giờ quay trở lại. Nó sẽ lấy đi tuổi trẻ, sự sôi nổi, bồng bột của tuổi thanh xuân. Thay vào đó, nó mang đến cho ta cái sự chín chắn, từng trải và một cái nhìn sâu sắc hơn về cuộc sống. Cùng với thời gian, những người bạn đã từng gắn bó cũng dần phai nhạt, có thể do những cái ngã rẽ cuộc đời, những lựa chọn khác biệt hay đơn giản là sự thay đổi trong tính cách, quan điểm sống. Phép trừ này khiến ta nhận ra ai mới là những người thực sự quan trọng, những người luôn đồng hành, chia sẻ và thấu hiểu ta trong mọi khoảnh khắc. Phép trừ của thực tế đó là cuộc sống không phải lúc nào cũng diễn ra theo ý muốn của chúng ta. Ước mơ, hoài bão đôi khi cũng chính là những cái bong bóng đẹp đẽ tan vỡ trước thực tế. Phép trừ này khiến ta nhận thức rõ ràng hơn về năng lực bản thân, về những gì ta có thể đạt được và những gì ta cần phải nỗ lực. Lớn tuổi rồi thì ta dần học cách buông bỏ những thứ phù phiếm, những con người không còn phù hợp với tần số của mình. Ta trân trọng những gì mình đang có, vun đắp những mối quan hệ thực sự giá trị và tập trung vào những cái điều mang lại cho ta niềm vui, sự bình yên trong tâm hồn. Trở thành phiên bản mạnh mẽ nhất của chính mình. Lớn tuổi không đồng nghĩa với việc là ta trở nên yếu đuối, bạc nhược. Ngược lại, đây là giai đoạn ta có thể đủ sự chín chắn, bản lĩnh và trải nghiệm để đối mặt với mọi thử thách trong cuộc sống. Trên hành trình trưởng thành, ta cần học cách tự tin vào bản thân, tự hào về những gì mình đã đạt được và luôn giữ cho tâm hồn mình bình thản, an yên. Dù không phải giàu có, nhưng điều quan trọng nhất là ta phải có một nội tâm mạnh mẽ, một sức sống mãnh liệt và một trái tim yêu thương. Hãy trân trọng những khoảnh khắc của cuộc sống bởi thời gian là hữu hạn và những gì ta đã đánh mất sẽ không bao giờ quay trở lại. Sống hết mình, yêu thương hết mình và luôn hướng đến những điều tốt đẹp phía trước.